Ông Nguyễn Hồng xin kính chào anh chị ạ. Vâng, có thể là rất là nhiều anh chị thì mình đã chưa xem qua được cái buổi livestream để giới thiệu cái bộ 12 con giáp bằng gỗ hương của Tượng Gỗ Nguyễn Hồng ạ. Thì hôm nay em sẽ giới thiệu lại cho các anh chị tác phẩm này. Thì các anh chị nào mà mình đang quan tâm và mình đang tìm kiếm cho mình với những cái con giáp mà cùng với tuổi của mình này, hoặc là mình đang tìm kiếm những cái món quà để tặng cho người thân của mình, thì những tác phẩm này sẽ rất là hợp nha anh chị nhé. Thì tác phẩm tất cả những cái bộ ở tất cả những cái con giáp ở trong bộ con giáp hương này thì đều đồng giá là 800.000 đồng và bao ship anh chị nhé. Đều đồng giá là 800.000 đồng và bao ship cho những con giáp ở trong bộ 12 con giáp này anh chị ạ. Bằng chất liệu là gỗ hương ta nha anh chị nhé. Đục rất là sắc nét tỉ mỉ anh chị nhé, và hàng đục kỹ của anh em ạ. Và đầu tiên sẽ là tác phẩm chú trâu nha anh chị nhé. Anh chị có thể nhìn thấy được là chú trâu này tuy là nhỏ nhắn xinh xinh đấy, nhưng mà làm rất là kỹ càng với kích thước này. Chiều cao là 11 ngang 8 và sâu là 11 anh chị nhé. Chiều cao 11 ngang 8 và sâu là 11. Một chú trâu này. Con trâu là đầu cơ nghiệp nha anh chị nhé. Làm rất là sắc nét tỉ mỉ và thần thái thì rất là đáng yêu luôn, với những cái kích thước nhỏ nhỏ như thế này. Thế chị anh chị mình để trên cái bàn làm việc làm cái cục chặn giấy cũng rất là thích hợp. Và mình để cho anh mình để trang trí ở trên cái bàn làm việc của mình hay trên cái máy tính ngay gần cạnh máy tính này, rất là xinh xắn đáng yêu. Hoặc là gia đình mình có những cháu bé mà có tuổi trâu hay những cái mà tuổi của những con giáp này, thì đây là những cái món quà rất là hay và ý nghĩa cho những bé mà yêu động vật nha anh chị nhé. Và tác phẩm trâu đây với chiều cao là 11.8 và sâu là 11 anh chị nhé. Rất là sắc nét này, màu gỗ thì tuyệt vời rồi, anh chị có thể nhìn thấy là cái đường vân đằng sau đây đẹp không ạ? Nó hơi lóng lánh một chút thì nó còn hơi điểm cái chất chun nha anh chị nhé. Và em sẽ cho anh chị xem đế của tác phẩm này. Đế đặc hoàn toàn rất là đẹp, chỉ là 800.000 thôi anh chị nhé. Bao ship cho anh chị đến tận nhà luôn tác phẩm như thế này. Sau chú trâu thì sẽ là một chú hổ anh chị nhé. Sau chú trâu thì sẽ là một chú hổ. Và các anh chị nhìn này, tuy là nhỏ nhưng mà này, đục thần thái rất là kỹ lưỡng sắc nét. Từng cái răng này, từng cái sợi lông râu này, thì ngay cái đôi tai vảnh lên này, anh chị làm rất là kỹ lưỡng và sắc nét luôn. Cái nhỏ nhặt như thế này thôi anh chị, những cái móng chân này, những cái móng vuốt này làm cực kỳ là kỹ này, chạm khắc tuyệt vời luôn anh chị nhá. Phần đuôi đục rất là mềm mại. Với chiều cao 15 ngang 20 và sâu là 10 anh chị nhá. Cao 15 ngang 20 và sâu là 10. Đây nhỏ nhắn này, làm ngay cả cái đường lằn ở phía dưới bụng đây cũng rất là kỹ luôn anh chị này. Rất là kỹ luôn anh chị nhá. À, phần đế đây ạ. Và đây là mặt sau của tác phẩm này, thì cái chất chun này anh chị nhìn này. Vân này, đẹp không ạ? Chun hương luôn anh chị nhá. Và giá cũng vẫn chỉ là 800.000 đồng cho chú hổ này thôi. Chun lóng lánh luôn anh chị này. Nhìn. Đẹp không ạ? Rất là đẹp luôn. Chỉ là 800.000 đồng nha anh chị nhá. Và anh chị nào mà mình chốt số lượng nhiều trong cái video này của bên em thì em sẽ có thể có ưu đãi cho anh chị nữa. Và tác phẩm tiếp theo sẽ là một chú heo anh chị nhá. Và chú heo này thì có chất vân rất là đẹp. Chiều cao là 12 ngang 20 và chiều sâu là 9 anh chị nhá. Cao 12 ngang 20 và sâu là 9, rất là đặc gỗ này. Và anh chị có thể để ý được là chú heo này sẽ có vân chun hương rất là đẹp anh chị nhá. Anh chị nhìn này. Lóng lánh luôn anh chị nhìn thấy không? Vân chun hương nha anh chị nhá. Rất là đẹp luôn. Và mặt đằng trước cũng có chun luôn này. Ngay phần mông này. Đế đặc. Rất là nặng tay anh chị nhá. Cầm rất là đặng tay luôn. Và giá cũng chỉ là 800.000 đồng thôi. Em cho anh chị xem thần thái của chú heo đây ạ. Rất là xinh xắn đáng yêu luôn này. Cao 12 ngang 20 và sâu là 9 anh chị nhá. Cũng chỉ là 800.000 đồng thôi. Đồng giá là 800.000 đồng, rất là rẻ. Ở đây là chú rồng hương này anh chị này. Chú rồng này với cái kích thước là mini thôi. Tại vì cái bộ này là bộ nhỏ anh chị nhá. Bộ này là bộ 20. Bộ cao 20cm, nhỏ nhắn xinh xắn này, rất là đáng yêu. Các anh chị nhìn thấy được những cái đám mây đằng sau đó đẹp không ạ? Vân, vân gỗ hương rất là đẹp luôn ạ. Vân chun. Và tác phẩm rồng này thì có kích thước là cao 15 ngang 20 và sâu là 7 nha anh chị nhé. Các anh chị nhìn thần thái của chú rồng đây ạ. Thái của chú rồng đây với những cái vảy này đều tăm tắp nhau và làm rất là kỹ lưỡng, từng cái móng vuốt này cũng được moi móc rất là kỹ càng anh chị này.
anh chị nhìn thấy chưa? Đấy, phần đuôi đây rất là kỹ anh chị nhá, và cũng chỉ là 800.000 đồng thôi, rất là rẻ. Đấy. Anh chị nào mình đang tìm kiếm cho mình một chú chó xinh xắn như thế này không ạ? Với chiều cao 19, ngang 10 và sâu là 6 này anh chị này, vân chun này anh chị này. Anh chị nhìn vân chun chưa? Rất là đẹp anh chị nha, đế đặc này, đặc kịch. Vân rất là đẹp, làm rất là bóng bẩy, sạch sẽ luôn. Và khuôn mặt thì rất là dễ thương này. Khuôn mặt rất là dễ thương anh chị nhé. Anh chị nào mình chốt những cái tác phẩm ở trong cái video em giới thiệu này thì hãy nhanh tay gọi cho Nguyễn Hồng nha anh chị nhé. Số điện thoại 0987336318, 0966336318 ạ. Và 0966336318 anh chị nhé. Và đây là tác phẩm gà này anh chị này. Anh chị nhìn tuy là nhỏ thế nhưng mà đục rất là sắc nét và tỉ mỉ luôn nha anh chị nhé. Làm rất là kỹ càng này, đế này anh chị này. Một chú gà tiền tài anh chị nhé. Anh chị có thể nhìn thấy được cái đồng xu đằng sau cái chỗ bộ lông của cái chú gà này. Đấy. Làm rất là kỹ lưỡng luôn. Và cái màu anh chị nhìn thấy đẹp không ạ? Màu rất là tuyệt vời luôn. Đấy, kích thước là chiều cao 20, ngang 14 và sâu là 7 nha anh chị nhé. Đây rất thích hợp, những tác phẩm này rất thích hợp với các anh chị mình để ở trong những cái kệ tủ mà nhỏ nhỏ ấy. Tác phẩm khỉ đây ạ, đây là tác phẩm khỉ. Các anh chị có thể nhìn thấy là chú khỉ với khuôn mặt rất là xinh tươi vui vẻ luôn anh chị này. Anh chị nhìn thấy khuôn mặt có xinh tươi vui vẻ không ạ? Đây phần chun này anh chị nhìn, cứ lóng lánh là chun. Đế đây, bằng keo. Vân rất là đẹp anh chị nhá. Tác phẩm khỉ này vân cực kỳ là đẹp luôn. Đây. Có kích thước này. Chiều cao là 18, ngang 12 và sâu là 8 anh chị nhé. Cao 18, ngang 12 và sâu là 8. Em sẽ cho anh chị xem cái vân đằng sau luôn. Vân chun hương anh chị nhé. Lóng lánh nhìn y hệt như là chất bắc xanh luôn này. Phần đế này anh chị này. Phần đế mới là chất vân rất là đẹp này anh chị nhìn. Có biến đổi đẹp chưa ạ? Tác phẩm này một trong những tác phẩm có cái phần vân chun rồi. Đẹp nhất ở trong bộ luôn anh chị nhé. Giá cũng chỉ là 800.000 thôi ạ. Tác phẩm tiếp theo là tác phẩm rắn anh chị này. Tác phẩm rắn này có chiều cao là 20, ngang 12 và sâu là 7 anh chị này. Đấy, một chú rắn anh chị nhìn cái thần thái của chú rắn này chưa? Làm kỹ lưỡng là tỉ mỉ và sắc nét luôn, rất là kỹ anh chị nhé. Đây vân này, cái này có chút chun này anh chị này. Đế đây ạ. Oh, vân chun ở đây anh chị nhá. Này lóng lánh này, cực kỳ là đẹp luôn. Đấy, và phần đằng sau là những cái chiếc vảy anh chị nhìn. Vảy cũng là vảy chun luôn anh chị nhá. Nhưng anh chị nhìn ở bên trong camera nó không nhìn thấy rõ đâu, nhưng anh chị nhìn ở ngoài thật kỹ thì sẽ nhìn thấy là nó vẫn lóng lánh y hệt như là cái vảy rắn thật luôn anh chị. Rất là đẹp luôn. Cao 20, ngang 12 và sâu là 7. Đấy. Và tác phẩm tiếp theo sẽ là tác phẩm mà chú dê anh chị nhá. Dê này anh chị nhìn thấy thần thái chưa, đục sắc nét tỉ mỉ luôn nha chị nhé. Rất là đẹp này. Vân vân gỗ hương một xíu xíu nữa chun ở chỗ này. Chiều cao là 20, ngang 15 và sâu là 8 anh chị này. Đằng sau đây một xíu xíu chun ở đây nữa anh chị này, chun này anh chị nhìn thấy chưa, đế chun cực kỳ là đẹp luôn. Mặt đế này là tất cả các tác phẩm ở trong bộ 12 con giáp bằng gỗ hương này đều đồng giá là 800.000 đồng anh chị nhé, 800.000 đồng. Và các anh chị nào mà mình chốt từ 2 con trở lên thì sẽ có ưu đãi cho anh chị nha anh chị nhé. Và tất cả các giá em đưa ra cho anh chị trong cái clip này thì đều là giá đã bao ship cho anh chị đến tận nhà rồi, rất là rẻ luôn, giá cả rất là phải chăng. Và những cái kích thước rất là xinh xắn đáng yêu như thế này làm quà tặng cho người thân rất là ý nghĩa, thì như con cháu của mình thì lại rất là vui đấy chị ạ. Giống như là mình làm một cái quà động lực để cho con cháu mình học hành thật tốt này, rất là xinh xắn và đáng yêu anh chị nhá. Vâng, và rất cảm ơn anh chị mình đã theo dõi cái clip này của tụi Nguyễn Hồng ạ. À.